Hàng năm, vào ngày 7 tháng 5, các cựu chiến binh Điện Biên Phủ lại cùng nhau nhìn lại cuộc xung đột định hình tương lai của Việt Nam, thế giới và cuộc sống của chính họ. Bây giờ, 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc, cựu chiến binh Pháp trở lại chiến trường. Tôi nghĩ đó là một đất nước đã cho tôi rất nhiều thứ. Đó là đất nước nơi tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Khi chiến đấu thì là kẻ thù. Nhưng mà đến thời này thì chúng ta vẫn bắt tay với họ để coi như là ta cùng nhau đoàn kết xây dựng một đất nước và một thế giới này hòa bình, hạnh phúc mà... 70 năm trước, Pháp nỗ lực duy trì quyền kiểm soát của Liên minh Đông Dương thuộc Pháp, một thuộc địa gồm Campuchia, Lào và một Việt Nam bị chia cắt. Và nó đã diễn ra không hề tốt đẹp. Hồ Chí Minh và lực lượng Việt Minh đã đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam từ năm 1945. Dưới áp lực nặng nề, Pháp bắt đầu tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Với sự hỗ trợ về quân sự và tài chính của Hoa Kỳ, họ quyết định lập căn cứ tại Điện Biên Phủ. Từ thung lũng bất khả xâm phạm này, họ nghĩ rằng có thể tiêu diệt hoàn toàn Việt Minh. Hồi đó thì chỉ bảo thế là Tây xâm được Việt Nam thì Việt Nam phải thanh niên là phải đánh Tây. Pháp hy vọng căn cứ Điện Biên Phủ của họ sẽ đưa lực lượng Việt Minh phải ra chiến đấu một cách công khai, nơi họ có thể phát huy được chất lượng quân sự vượt trội của mình. Nhưng họ đã đánh giá thấp quyết tâm của Việt Nam. Lực lượng quân đội Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã cắt hơn 500 km đường rừng và vận chuyển pháo lên các ngọn núi ở bên cạnh. Tháng trời lên đến đây, rồi thì lại kéo pháo vượt qua dãy núi cao, rồi vượt sâu, vượt thẳm để vào trong lòng chảo chiếm lĩnh trận địa. Rồi với chiến đấu với địch là qua 56 ngày đêm bom rơi. Thật đáng tự hào. Trong một cuộc bao vây kéo dài gần 2 tháng, hàng nghìn người thương vong ở hai phía. Cả quả bom mà nó rớt trúng vào khẩu đội, bay cả khẩu đội đi, không còn một xác người nguyên như này chứ. Đấy, đừng còn phải nhặt các cái mảnh... xương thịt nữa là nó còn treo trên cây với lại trên các cái bụi cỏ chứ. Ngày 7 tháng 5, qua làn khói, một ngọn lửa đỏ xuất hiện phía trên căn cứ Pháp. Lá cờ đỏ xuất hiện. Việt Nam chiến thắng. Chúng tôi đã phải cúi đầu, đi lặng lẽ dưới cơn mưa. Xoáy đá và những con dốc, như thể thời gian đang quay lại, chúng tôi trở về đây, Điện Biên Phủ. 70 năm sau trận chiến, ba cựu chiến binh Pháp trở lại một trong những ngọn đồi của Điện Biên Phủ. Năm 1954, 56 ngày đêm chiến đấu đã khiến 13.000 người thương vong và mất tích. Trong đó có hơn 3.000 người trong hàng ngũ của quân Pháp. Nước Pháp đã phải cúi đầu. Tôi thành thật thừa nhận rằng tôi đã rất buồn và tôi nghĩ đến tất cả những người anh em của tôi trong vòng tay. Tôi đã nghe thấy tiếng nức nở, tôi đã quặn thắt ruột gan. Thời điểm đó, không còn gì để làm ngoài việc chiến đấu với Việt Nam. Trở lại ngọn đồi, trước bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, du khách chụp ảnh cùng các cựu chiến binh. Những hình ảnh đáng ngạc nhiên về sự hòa giải Pháp-Việt mà Paris và Hà Nội rất hài lòng. Trong dịp lễ, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu và Patricia Miralles, Bộ trưởng Cựu chiến binh, đã tới Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên, Việt Nam chính thức mời Pháp tham dự lễ hội mang tính biểu tượng cao mà Việt Nam đang tổ chức để duy trì một trong những huyền thoại lập quốc. Nhà nước bảo chúng ta hãy lật sang trang mới và nhìn về tương lai. Quan hệ giữa Pháp và Việt Nam hiện nay được bình thường hóa, không có vấn đề gì. Duy trì quan hệ với Pháp là một cách để Việt Nam vun đắp sự đa dạng truyền thống trong quan hệ đối ngoại của mình.
và tìm cách duy trì sự cân bằng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Et de chercher à maintenir son équilibre diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Ở khu vực rìa phía tây của Việt Nam, cuộc chiến ở Điện Biên Phủ đã xảy ra và có những tác động toàn cầu. Một lực lượng hiện đại của Pháp bị một lực lượng yếu hơn đánh bại, bất chấp sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Cuộc chiến ở Đông Dương bị chỉ trích và tôi hy vọng người Pháp sẽ chiến thắng. Điều này cho phép Hoa Kỳ lấp đầy bức màn do chính quân Pháp bại trận để lại. Nhưng họ không thể ngăn cản được thắng lợi cuối cùng của miền Bắc trong cuộc chiến tranh. Đó là thành quả của sự đoàn kết dân tộc, bởi vì cuộc chiến chống ngoại xâm mang tính chính danh và là cuộc chiến đấu hợp pháp của một dân tộc. Trong lễ kỷ niệm chiến thắng, các cựu chiến binh Việt Nam giờ đây đã bước vào tuổi 90. Lúc đó, chúng tôi đã quen sống vất vả, chúng tôi không đủ ăn, nhưng chúng tôi tin tưởng vào tương lai và tham gia cùng họ trong lễ kỷ niệm. Còn có một số thành viên cuối cùng còn sống sót của lực lượng viễn chinh Pháp. Đó là đất nước mà tôi đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nhưng hôm nay, tôi lại cảm nhận được sức mạnh không thể tưởng tượng được, không thể giải thích được. Đối với chính quyền Hà Nội, đây là cơ hội đáng hoan nghênh để khơi dậy danh dự và tinh thần đoàn kết dân tộc. Sau 6 tháng đấu tranh, thiếu thốn và đói khát, người lính dù cuối cùng đã đầu hàng vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Đó là phát súng tâm lý khiến tinh thần quân Pháp khiếp sợ. Đồng thời, một hội nghị quốc tế về Đông Dương được tổ chức, bốn cường quốc cùng với Trung Quốc, cùng các đại diện khác ở Đông Dương. Pháp quyết định rút khỏi Đông Dương và Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Thỏa thuận được đề xuất về việc tạm thời chia cắt Việt Nam ở vĩ tuyến 17. Thất bại của Điện Biên Phủ đã dẫn đến sự kết thúc của đế chế Pháp ở Đông Dương. Một số nhà sử học cho rằng, điều đó cũng đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của các cường quốc thực dân ở châu Á cũng như trên phạm vi toàn thế giới. Vào lễ này là khối chiến sĩ Việt Minh, chiến sĩ anh hùng đầu tung lửa tớm mắt, máu trồn bùn nóng. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ, thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Lễ kỷ niệm 70 năm, tôi cảm thấy rất là vui được gặp tất cả các bạn bè chiến hữu của chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Chí lễ chào mừng khối các dân tộc Tây Bắc. And finally, Vietnam celebrated the 70th anniversary of the Battle of Dien Bien Phu, in which the French colonial army was defeated by Vietnamese troops, marking the end of the French occupation of Indochina.